Các bạn đang nghe truyện ta đánh cắp dòng thời gian trên kênh TV Audio CV. Chương 168, Tổ chức lừa gạt. Nhưng tổ chức này lại muốn thành lập một nền văn minh lấy không sống mống chết làm cốt lõi, điều này thật sự lật đổ tam quan của ta. Cũng chính bởi vì sự tồn tại của bọn họ mà đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển của nền văn minh nhân loại lúc đầu. Nhìn đến đây, Phong Kỳ nhịn không được thở dài trong lòng hiệp hội thiên mệnh này thật sự là một tổ chức lừa gạt thế nhân trong bài viết tác giả có nói anh ta thậm chí hoài nghi bạn lãnh đạo cao nhất của tổ chức này đã bị sinh vật trận địa siêu việt khống chế mà sau khi xem xong nội dung của bài viết hắn cũng có cùng ý nghĩ tương tự như vậy thân là học sinh của lão vương dạy lịch sử hắn hiểu sâu sắc ảnh hưởng của văn hóa tinh thần đối với con người hiện đại sâu rộng như thế nào muốn hủy nước hắn trước đến giống loài muốn hủy giống loài trước đến lịch sử. Muốn hủy lịch sử, trước đến tinh thần. Muốn hủy tinh thần, trước ô, nhiễm, anh hùng. Hành vi của tổ chức thiên mệnh chính là đang phá hủy nền móng của văn minh. Di sản văn hóa rộng lớn, chính là trụ cột tinh thần của rất nhiều người hiện đại. Nếu như tinh thần cốt lõi của nền văn minh bị hủy diệt, thì nhân loại chắc chắn sẽ lại bước vào trạng thái mang rợ, và xã hội sẽ dần dần bước vào một xã hội mang rợ hiện đại hóa cũng giống như xã hội cyberpunk trong phim ảnh hay game hoàn cảnh sinh tồn của con người sẽ đầy rẫy sự hỗn loạn bẩn thỉu ma túy khủng bố xã hội cyberpunk cyberpunk được coi là một nhánh của thể loại khoa học viễn tưởng thường được đặt trong bối cảnh tương lai cyberpunk thường được kết hợp giữa hai yếu tố là công nghệ tân tiến cyber và cuộc sống cơ cực của con người cung điều này đối với đối với một nền văn minh đang phát triển là trí mạng cùng với sự tức giận của mình hắn bắt đầu tìm kiếm tài liệu liên quan đến hiệp hội thiên mệnh dự định thừa dịp nó còn chưa phát triển lớn mạnh mà trước tiên phá hủy nó thông tin trong cơ sở dữ liệu cho thấy thời điểm thành lập tổ chức này là ngay trong đoạn thời gian gần đây ở tuyến hiện thực địa điểm thành lập là trung tâm văn hóa thể thao tinh thành ban đầu hiệp hội thiên mệnh là từ ba học sinh trung học thành lập Bọn họ học ở một trường học tư nhân đặc biệt của Tinh Thành và đã được đào tạo ưu tú từ nhỏ, nhưng chẳng biết tại sao bọn họ lại sinh ra ý tưởng điên cuồng như vậy. Bọn họ cho rằng cư dân ở tầng dưới cùng của Tinh Thành ngay cả tiền trợ cấp cũng không xứng được hưởng, nên đem tất cả tài nguyên này toàn bộ tập trung trong tay những người tinh anh như bọn họ, thậm chí còn muốn thành lập chế độ đẳng cấp mới. Loại suy nghĩ này hiển nhiên là không phải được thấm nhuần từ trong trường học lâm nhiễm cũng đến từ một ngôi trường ưu tú đặc biệt như vậy giấc mộng của hắn ngoài nghiên cứu công pháp ra thì cũng tương tự với những người khác là khát vọng nhân loại cuộc khởi và thắng lợi vì vậy ba người đầu tiên thành lập hiệp hội thiên mệnh này chắc chắn đã bị truyền bá một tư tưởng nào đó từ bên ngoài nên mới có ý nghĩ như vậy nhớ thời gian ghi nhớ địa điểm chờ đến ngày thành lập thì đánh mạnh vào mông chúng để bọn chúng chết giữa đường lập nghiệp hiệp hội thiên mệnh chó má không có cái gì là một trận đánh đập không thể giải quyết nếu như lần sau xem lại lịch sử còn phát hiện tổ chức này vậy lại tiếp tục đánh lần thứ hai đánh đến khi nào bọn chúng không dám thành lập mới thôi có đôi khi bạo lực có thể giải quyết rất nhiều vấn đề nghe lời nói của lời tự thuật phong kỳ không khỏi gật đầu đó chính xác là những gì hắn đang nghĩ lúc này hiệp hội thiên mệnh này được một bọn nhóc thành lập với chủ trương tinh thần méo mó luôn có những người không biết chuyện bị chịu ảnh hưởng sau đó trở thành một phần tử trong đó Cũng giống như cô gái bảo vệ môi trường đã từng tồn tại trong thực tế Cô gái bảo vệ môi trường, cô bé Rita bớt đến từ Thụy Điển Đào hết người sẽ chỉ coi nó như trò cười Nhưng cũng có người tin tưởng cho là thật và lựa chọn ủng hộ Mặc dù Hiệp hội Thiên Mệnh mới được thành lập được 20 năm Nhưng 20 năm cũng đủ để đầu độc tinh thần của không ít người Sự ảnh hưởng của nó đối với tương lai là rất nhỏ nhưng liên tục nhất là đối với những đứa trẻ ngây thơ đại não của chúng còn chưa thể dung nạp và hiểu được quá nhiều thứ như vậy ngoài ra tam quan của chúng cũng còn chưa được hoàn thiện đối với những điều chúng không hiểu rõ sẽ rất dễ dàng bị ảnh hưởng tới thế giới bên ngoài sau đó ngây thơ nghĩ rằng thế giới là phải như thế này mà bên trong đám trẻ đó khả năng có người trong tương lai sẽ giữ chức vụ cao lời nói và hành động đều có thể ảnh hưởng đến sự vận chuyển của xã hội nghĩ tới đây hắn không khỏi lạnh giọng mở miệng nói nhất định phải đánh còn phải đánh thật mạnh đánh không chết thì lại đánh tiếp cho chết vậy thì thay ta đạp cho mấy cái nếu như có thể dùng cắn cắn theo kiểu để lại dấu răng máu chảy đầm đìa muốn cắn cũng là cắn ngươi trước hắn nhịn không được trợn trắng mắt quả nhiên là trí nhớ bị phong ấn từ xa xưa của ngươi lần nữa bị buông lỏng lại tiếp tục ngo ngoe muốn cắn ta chẳng lẽ ngươi lại nhớ về thời gian chạy đuổi theo ta trong gió ngậm miệng, đừng quấy rầy ta nghiên cứu. Được rồi. Đóng lại trang giới thiệu về, Hiệp hội Thiên Mệnh, lúc này Tiểu Hắc vẫn còn chưa xuất hiện. Thế là thời gian còn lại, hắn bắt đầu xem các chương trình giảng dạy về ý tưởng nghiên cứu công pháp, lần này là bắt đầu xem từ bài thứ ba. Với bí tịch để thông quan các trận địa thì tạm thời còn chưa đến lúc hắn dùng đến. Nhưng các chương trình học về ý tưởng nghiên cứu công pháp thì lại khác, thân phận hiện giờ của hắn trong tuyến hiện thực là giáo viên phải thường xuyên lên lớp nên những nội dung này đều sẽ rất hữu ích nói không chừng sẽ có học viên của tinh thành học phủ bất ngờ xuất hiện cảm hứng khi đang nghe giảng bài từ đó nghiên cứu ra một môn công pháp đáng kinh ngạc thứ sẽ ảnh hưởng và thay đổi tương lai cho dù không có một thiên tài như vậy thì sự phát triển của tu luyện học trong tương lai cũng sẽ chịu ảnh hưởng của các bài giảng về ý tưởng nghiên cứu công pháp của hắn mà từ đó xảy ra thay đổi nhấn mở video trong hình xuất hiện một người phụ nữ rất trẻ đẹp mặt trang phục giáo viên cô ấy đầu tiên là giới thiệu ngắn gọn nội dung cơ bản của phần mở đầu trong bài học thứ ba về ý tưởng nghiên cứu công pháp sau đó bắt đầu giảng giải nội dung chi tiết so sánh với các tri thức về lĩnh vực khoa học sinh vật hắn đã có nền tảng nhất định trong lĩnh vực nghiên cứu công pháp nên rất nhanh đã tiến vào trạng thái học tập theo thời gian trôi qua âm thanh của lời tự thuật cuối cùng cũng vang lên trong đầu hắn ông chủ ta phải nghĩ làm rồi nghĩ đến việc phải cùng ngươi tách ra ta không khỏi muốn hát một bài hát để từ biệt ngươi tạm thời dừng lại bgm vang lên ngoảnh lại mây che lối về ngoảnh lại sẽ có chông gai đêm nay sẽ không còn luyến tiếp giấc mơ xưa giấc mơ anh từng có với em mai sau này biết kể cùng ai lại ngoảnh lại bóng lưng đã đi xa quay người nhìn lại bóng dáng của tiểu hắc đang đi xuống từ lối đi kim loại. Không có kỳ tích xuất hiện, cuối cùng giác hút vẫn không thể chiến thắng tiểu hắc. Thở dài, hắn nắm chặt nắm đấm, nhìn tiểu hắc và bày ra bài mở đầu của mảnh hổ quyền. Không hổ là ngươi, cho dù chắc chắn sẽ thua nhưng trước khi chết cũng phải bay nhảy một phen, tuyệt không bỏ qua một tia cơ hội giải dụ, lần này ta cực ngươi có thể chống đỡ một giây. Phi, ít nhất một. Năm giây, ngươi đang xem thường ai vậy? Nói xong, Phong Kỳ đem ý thức của mình đâm vào trong trái tim đang đập, tốc độ đập của trái tim đột nhiên tăng nhanh. Trái tim vốn đã khô kiệt khí huyết này, sau lần săn giết đã khôi phục không ít khí huyết và một lần nữa tỏa ra sức sống. Nhưng sau khi hắn sử dụng năng lực, huyết tế, khí huyết bên trong lại một lần nữa bị rút cạn. Khí huyết cuồn cuộn bao phủ toàn thân, thân hình hắn nhanh chóng cất cao, hắn lại lần nữa cảm nhận được lực lượng bên mông đang chảy xuôi trong thân thể. Trong chớp mắt, hắn lần nữa biến thành hình thái người đàn ông cơ bắp mạnh mẽ. A, à, hò hét động viên cho mình, hắn chủ động đánh về phía tiểu hắc đã đến gần. Nắm đấm to bằng bao các bất ngờ dán thẳng vào mặt tiểu hắc. Nó khác với tình huống nắm tay của giác hút xuyên qua sương mù đen. Nắm đấm của hắn sau khi đánh vào sương mù thì ngay lập tức không thể tiến thêm được nữa, cơ bắp trên nắm tay nhanh chóng tan rã bằng tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, trong chớp mắt đã lộ ra xương cốt xám trắng. Tan ca rồi. Theo thanh âm của lời tự thuật vang lên trong đầu, thân thể của hắn nhanh chóng bị xương đen bao phủ, tầm nhìn cũng dần dần bị bóng đêm cắn nuốt. Bỗng nhiên mở mắt ra, Phong Kỳ phát hiện mình đã trở lại hiện thực. Từ trên giường đứng dậy, hắn đi tới ban công của ký túc xá. Bên ngoài mặt trời chói chang, cây liễu bên hồ đung đưa theo gió, có học viên đang ngồi đọc sách trên ghế dài bên hồ có học viên đang cho cá vàng nuôi trong hồ ăn. Mọi thứ trước mắt đều tốt đẹp và tràn đầy sức sống như vậy. Giờ phút này, gió nhẹ lướt qua mặt, trên mặt hắn không khỏi lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Thật tốt! Tinh thành học phủ, phòng ký túc 301. Ngồi ở trước bàn làm việc, Phong Kỳ bắt đầu sắp xếp lại thành quả thu hoạch được trong lần tiến vào giấc mộng tương lai này rồi ghi lại vào nốt bút. Như vậy, Mỗi khi lập kế hoạch mới thì có thể suy nghĩ rõ ràng hơn và không đến mức mờ mịt, không rõ. Đầu tiên là sự gia tăng về thực lực. Thực lực tăng lên một, danh xưng tiền tố cường tráng tiến giai thành rất cường tráng, tố chất thân thể tăng lên gấp đôi. Danh xưng đi kèm với thể lực tăng từ 20% lên 30%, đồng thời năng lực tự phục hồi và tự phục hồi của cơ thể đồng thời được tăng lên. Thực lực tăng lên 2, độ dẻo dai của danh xưng tiền tố được tăng lên level năm và độ dẻo dai của cơ bắp được tăng thêm năm ghi chú việc cải thiện khả năng này có thể ảnh hưởng đến nguồn máu trong việc tăng sức mạnh ở trạng thái chiến đấu dù sao thì đó là cường hóa cơ bắp còn trạng thái nguồn máu là người đàn ông cơ bắp tăng cường sức mạnh ba nhận được danh xưng tiền tố mới huyết nguyên sau khi sử dụng nó trong thời gian ngắn thực lực được tăng lên đáng kể và thay đổi ngoại hình của mình với điện kiện tiên quyết là cần tiêu hao khí huyết của bản thân Tìm ẩn nguy hiểm trong quá trình sử dụng trong thực tế Ghi chú, tốt hơn hết là không nên thử năng lực này trong thực tế Nếu không có thể gây ra hậu quả rất nghiêm trọng Nhưng khả năng cao là nó nằm trong phạm vi có thể kiểm soát được Sau khi hoàn thành việc thống kê mức độ sức mạnh đạt được Phong kỳ bắt đầu thống kê thành quả thu hoạch của tình báo Tình báo thu hoạch 1 Xác định được một tin trong tương lai không bị thế lực tà ác khống chế và sự hình thành quân phản loạn bình minh và cuộc đồ thành đều là chủ ý cá nhân của một người. Ghi chú, lần tới có thể cân nhắc giao hộp thư cho một tinh từ đó có thể tìm hiểu chân tướng ở đằng sau. Tình báo thu hoạch 2, giác hút về cơ bản có thể được xác định là bản sao của một tinh là người nhân bản và phù văn tinh thạch trên cơ thể nó cũng rất có thể là ở trên cơ thể của một tinh và hơn nữa giác hút rất có thể do viện nghiên cứu tinh hồng tạo ra. Ghi chú, dựa trên suy đoán này, lập trường của viện nghiên cứu tinh hồng có thể là tốt, không phải là xấu, nhưng không chắc chắn 100%. Tình báo thu hoạch 3, trong giấc mơ tương lai một cánh cửa bí mật bí ẩn được tìm thấy trong bệnh viện, tiểu khu, bị bỏ hoang, nơi giác hút thường ở, rất có khả năng học viện tinh hồng đã để lại một căn cứ thí nghiệm trước khi nền văn minh nhân loại bị hủy diệt, bên trong có thể có thông tin quan trọng. Ghi chú, tạm thời vẫn chưa tìm ra phương thức để có thể mở ra, có thể tìm manh mối từ trong thực tế hoặc dùng bạo lực mở ra khi có sức mạnh tuyệt đối. Tình báo thu hoạch 4, một cuộn giấy làm bằng chất liệu đặc biệt được tìm thấy trong hầm trú ẩn dưới lòng đất của tinh thành, bản đồ trên đó rất có thể liên quan đến thông thiên lộ. Tình báo thu hoạch 5, bộ não trong thùng kế hoạch do Mạc Phi đề xuất trong hộp thư, nếu có điều kiện và thời gian chín mùi, có thể thử áp dụng. Ghi chú, tương lai của ta thật thảm quy vê quy. Tình báo thu hoạch 6, tạm thời có thể xác định Lữ Việt và ba huynh đệ hạ gia không phải người sói. Ghi chú, bản thân trong tương lai được kế chip giám sát, có thể bắt đầu tìm kiếm mục tiêu từ phương diện này. Tình báo thu hoạch 7, ba đứa trẻ đã thành lập một tổ chức rất có tầm ảnh hưởng tên là Hiệp hội Thiên Mệnh và đã đến lúc phải đánh ra một quyền mạnh mẽ. Tình báo thu hoạch 8, cường hóa giác hút có thể tăng thêm thời gian ở lại trong giấc mơ tương lai. Tình báo thu hàng 9, Trường tinh thành nhất trung, bạn học tiêu tâm có một loại thiên phú khác đó là trưởng thành dưới áp lực. Có thể mong đợi sự trưởng thành sau này của cô ấy, nói không chừng sẽ có kinh hỷ bất ngờ. Sau khi sắp xếp xong những phát hiện và thu hoạch trong giấc mơ tương lai lần này, Phong Kỳ đóng cuốn nốt bút lại. Nhưng nghĩ đến giải đấu hổ phách khái niệm sắp tới, hắn không hoang mang chút nào. Trong mắt hắn chức vô địch đã nằm gọn trong tầm tay và việc 8 triệu vào túi hắn chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhìn thời gian, hiện tại đã 5 giờ tối. Vì vậy, hắn lấy điện thoại di động ra và gọi cho Lâm Nhiễm. Vài giây sau, điện thoại được kết nối và không đợi hắn mở miệng trước, giọng của Lâm Nhiễm đã truyền đến, đi ăn cơm. Đầu óc cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến ăn cơm thôi à. Nghe thấy những lời này, điện thoại vang lên giọng nói khó hiểu của Lâm Nhiễm, vậy thì còn có thể là chuyện gì? Không có gì, thực ra tôi chỉ muốn bảo cậu đi ăn cơm thôi. Lâm nhiễm. Cúp điện thoại xong, hắn đứng dậy đi ra ngoài tòa nhà ký túc xá. Về lý do tại sao đi ăn cơm mà không thông báo cho một tin, đó là bởi vì một tin căn bản không cần phải thông báo gì cả. Không ai có thể đến nhà ăn của trường sớm hơn cô ấy, và cũng không có ai rời nhà ăn của trường muộn hơn cô ấy. Nói đến việc ăn cơm, từ trước đến nay một tin luôn đi sớm về muộn, làm việc rất cần mẫn và siêng năng. Sau khi rời khỏi khu ký túc xá, Hắn đi theo bồn hoa đầy cây xanh bên ngoài khu ký túc xá thẳng đến nhà hàng của trường. Bầu trời chiều tối đầy mây đỏ, hiện lên một khung cảnh tuyệt đẹp. Nhìn lên bầu trời, hắn nghĩ đến huyết nguyệt không bao giờ lặng trong giấc mơ tương lai. Không hiểu sao, trong lòng đột nhiên hiện trời chiều vô cùng đẹp, nhưng chỉ là nỗi buồn lúc hoàng hôn. Là tâm điểm của các chủ đề gần đây ở Tinh Thành Học Phủ, trên đường đến nhà ăn các học viên thỉnh thoảng chào hỏi hắn ông kỳ đều gật đầu đáp lại từng người một. Nhìn thấy những nụ cười trên khuôn mặt của họ và sự vững vàng trong lòng họ, hắn cũng có chút an ủi. Tất cả những điều này đều đáng được bảo vệ. Bước vào nhà hàng của Học phủ, khi mùi thơm của thức ăn bay qua chóp mũi, nỗi sầu muộn trong lòng hắn ngay lập tức biến mất không còn chút gì. Không có gì có thể làm con người ta vui hơn khi được ăn cơm. Đặc biệt là lần này, sức mạnh của hắn đã được tăng lên trong giấc mơ tương lai điều này khiến cho khẩu vị của hắn ngày càng lớn, cảm giác hiện tại có thể ăn hết một con bò. Sau khi lấy đĩa từ kệ để đĩa, hắn đến khu vực lấy thức ăn và bắt đầu chọn thức ăn. Sau khi ở trong giấc mơ tương lai mấy ngày, mặc dù không có cảm thấy đói, nhưng hắn vẫn cực kỳ nhớ cảm giác được ăn. đồ ăn tối nay trong học phủ phong phú lạ thường: sườn om, bào ngư Alaska, tôm hùm bốc tầng, chân giò hầm, bún dưa cải, đậu hũ trộn hẹ tây thịt cừu nướng nguyên con đầu cá kho ớt cho đến khi đầy hết đĩa không còn xếp được nữa dưới lời khuyên không biết xấu hổ khi lãng phí đồ ăn của dì múc cơm phong kỳ mỉm cười gật đầu và rời đi lãng phí đều là điều không thể chút nữa chắc chắn sẽ còn thêm đồ ăn khi hắn đến góc phía bắc của nhà hàng một tinh và lâm nhiễm đã đến rồi ngồi xuống bên cạnh lâm nhiễm hắn đưa tay nắm lấy đùi cừu nướng trắng một miếng lớn thịt bên trong sốt giòn, không hề ngấy chút nào. Ngon, trong lòng cảm thán, hắn quay sang bên cạnh nhìn lâm nhiễm rồi nhìn mấy miếng thịt trên đĩa của mình, miễn cười nói, khẩu vị hôm nay khá tốt. Nghe những lời này, lâm nhiễm ngẩng đầu nhìn lên thức ăn chất đống trên đĩa của hắn, sau đó liếc nhìn thức ăn chất đống trên đĩa của một tinh, sau đó đưa mắt nhìn bản thân, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, bữa trưa hôm nay tôi ăn hơi nhiều, cho nên buổi tối khẩu vị không tốt lắm lên, một tin lúc này mới ngẩng đầu lên, tặng lâm nhiễm một ánh mắt khích lệ, sau đó tiếp tục cúi đầu ăn cơm. Điều này khiến lâm nhiễm cảm thấy có chút ưu thương. Hắn, lâm nhiễm, cũng muốn làm việc chăm chỉ, nhưng điều này không thể đạt được thông qua sự chăm chỉ. Cùng phong kỳ và một tinh ăn cơm, nhìn dáng vẻ ăn ngon lành của họ, hắn cảm thấy mình cũng bị họ ảnh hưởng, khẩu vị cũng tốt hơn rất nhiều so với trước đây. Tuy nhiên, đứng trước sức ăn khủng bố của phong kỳ và một tinh thì khẩu vị của hắn có tốt hay không tốt thì cũng không có khác gì nhau đều là chỉ đủ nhét kẻ răng nghĩ đến đây trong lòng lâm nhiễm đột nhiên có một tia sáng hắn cảm thấy mình có thể nghiên cứu được một phương pháp đặc biệt để giúp tiêu hóa tốt hơn tương tự như cách đoàn dư giả vờ uống rượu trước mặt kiều phong rồi gian lận để giành chiến thắng trong tiểu thuyết võ hiệp nhìn vẻ mặt nghiêm túc của lâm nhiễm phong kỳ vốn dĩ đã đói nên cũng không để ý bắt đầu ăn từng miếng to. Và dần dần say mê với sự hòa quyện của vị giác và thức ăn, không thể tự thoát ra được. Bữa này ăn khoảng nửa tiếng, và trong bữa ăn đó hắn, Phong Kỳ, lại đi lấy thêm một lần đồ ăn. Đúng như hắn nghĩ, sau khi sức mạnh được nâng cao trong giấc mơ tương lai, thì khẩu vị của hắn trong thực tại cũng nâng cao. Sau khi ăn xong, hắn đã được bổ sung gần 0,5% năng lượng, đồng thời sau khi ăn xong sẽ còn tăng lên dần dần hắn cảm thấy thể lực của bản thân không ngừng tăng lên, có thể một ngày nào đó hoàn toàn có thể dựa vào nhà ăn của học phủ để thỏa mãn mức năng lượng bị tiêu hao. Tất nhiên, những điều này đều là do hắn tưởng tượng. Nếu khẩu vị của hắn đến mức đó, vậy ước tính mỗi bữa hắn sẽ phải ăn hết gần một nửa số thức ăn trong nhà ăn của học phủ mới đủ no bụng. Khẳng định sẽ bị bạch phù sinh đưa đi tiến hành kiểm tra sức khỏe, sợ hắn có chỗ nào không ổn. Một tin là rung transform, vì vậy có thể giải thích rằng tại sao cô ấy ăn rất nhiều cũng không ai cho rằng có vấn đề một người bình thường như hắn lại có sức ăn đáng sợ như vậy sẽ chỉ bị coi như là đột biến hoặc là bị sinh vật của lĩnh vực ký sinh sau bữa tối hắn và lâm nhiễm đến thẳng thư viện học phủ vì sự vươn lên của nhân loại mà đọc sách sau khi tìm được một cuốn thư tịch cơ bản nghiêng về các phương diện của công pháp hắn nhân tiện chọn một cuốn thư tịch nghiên cứu về công pháp cho lâm nhiễm lâm nhiễm là người sáng lập ra một trường học lớn về lĩnh vực thuật pháp trong tương lai hắn thực sự rất mong đợi những thành tựu của lâm nhiễm trong lĩnh vực này những lời đánh giá của mọi người về lâm nhiễm trong tương lai có thể chứng minh điều đó nếu không phải lâm nhiễm bước đi sai dẫn đến việc nghiên cứu về thuật pháp bị gián đoạn thì lẽ ra hắn lâm nhiễm đã đạt được nhiều thành tựu hơn trong lĩnh vực thuật pháp kết ấn lưu thuật pháp không phải là điểm đến cuối cùng của lâm nhiễm sau khi hoàn thiện khái niệm ban đầu về kết ấn lưu thuật pháp tài năng nghiên cứu thuật pháp của hắn vẫn đang trong thời kỳ phát triển đi lên nhưng lúc này hắn lại đột ngột chuyển sang nghiên cứu công pháp nghĩ đến đây phong kỳ ngẩng đầu nhìn lâm nhiễm đang ngồi đối diện lâm nhiễm tại sao cậu lại kiên trì muốn đi nghiên cứu công pháp như vậy chẳng lẽ chỉ vì ước mơ thôi sao đối mặt với câu hỏi lâm nhiễm không khỏi sửng sốt trầm mặc một lúc khuôn mặt hắn hiện lên tiêu hoài niệm đây không chỉ là ước mơ của em mà còn là ước mơ của ông em ông từng là nhân viên nghiên cứu tại viện nghiên cứu hổ phách ước mơ cả đời của ông là phát triển một kỹ thuật siêu phàm có thể thay đổi thế giới và khiến con người mạnh hơn các sinh vật lĩnh vực em lớn lên dưới ảnh hưởng của ông ấy vì vậy em vẫn luôn rất quan tâm đến việc nghiên cứu công pháp thật không may khi ông nội hoàn thiện xong khái niệm của các công pháp mà ông đề ra nhưng do sự vận hành linh lực trong lúc luyện tập không đúng cách kinh mạch toàn thân bị đứt gãy mà qua đời vì vậy em muốn gánh vác ước mơ của ông nội nghiên cứu và phát triển công pháp siêu phàm mà ông nội đã theo đuổi suốt cuộc đời phong kỳ vốn muốn an ủi vài câu nhưng sau khi nghe nguyên nhân cái chết của ông nội lâm nhiễm đột nhiên không biết nên nói cái gì cổ vũ hiển nhiên là không thể cổ vũ được không cần biết các công pháp do lâm nhiễm nghiên cứu có vấn đề là do tác nhân bên ngoài dẫn đến hàng triệu kinh mạch bị đứt và chết đi nhưng chỉ cần diệt tận gốc nguồn gốc lâm nhiễm nghiên cứu công pháp thì vấn đề này có thể được ngăn chặn đối với lời khuyên vào lúc này mà khuyên lâm nhiễm từ bỏ thực sự quá vô lý không có nhân tình vì vậy hắn đã lựa chọn trầm mặc này đó không phải là tuệ hư sao vào lúc này giọng nói của lâm nhiễm cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn nhìn theo ánh mắt của lâm nhiễm hắn quay đầu lại thì thấy tuệ hư đang ngồi cách đó không xa vẻ mặt nghiêm túc đang lật xem một cuốn thư tịch có bìa ố vàng nhìn thấy cảnh này phong kỳ hơi kinh ngạc hắn không ngờ rằng tuệ hư sẽ chủ động đến học tập trong lòng cảm thấy được an ủi một chút cảm thấy tuệ hư cũng không đáng tin như hắn tưởng tượng lúc này tuệ hư đóng thư tịch đứng dậy đi về phía nhà vệ sinh nhìn thấy cảnh này phong kỳ cũng đứng lên theo hắn muốn xem tuệ hư đang đọc sách gì dù gì thì hắn ta cũng là học trò của mình và trong tương lai hắn cũng có thể tùy theo sở thích của hắn ta mà dạy cho hắn ta một số kiến thức được sao chép từ cơ sở dữ liệu tương lai khi đến bàn sách nơi tuệ hư vừa ngồi đưa tay ra nhấc cuốn sách ố vàng lên nhưng khi nhìn thấy bốn ký tự trên bìa sách vẻ mặt của hắn lập tức đông cứng lại sự cám dỗ của đồng phục phong kỳ những hảo cảm tốt đẹp dành cho Tuệ Hư trong lòng hắn lúc này đã biến mất không còn dấu vết. Mang theo thái độ phê phán mà mở cuốn thư tịch ra, kết quả nội dung trong thư tịch biến sự tức giận trên gương mặt hắn trở nên chết lặng. Nội dung cuốn sách kể về cách khuất phục những ham muốn bên trong và bình tĩnh đối mặt với cám dỗ bên ngoài. Đây, con mẹ nó thực sự là một cuốn kinh Phật. Nhìn quyển sách ố vàng trên tay, Phong Kỳ có chút cạn lời hắn cảm thấy mình đã hoàn toàn hiểu lầm tuệ hư hắn ta chỉ đang xem kinh phật mà thôi là hắn có tư tưởng tà ác định kiến rằng sự cám dỗ của đồng phục là một cuốn sách hư hỏng tuy nhiên nội dung thực tế là để chế ngự cám dỗ trong nội tâm trong lòng cảm động hắn tiếp tục lật vài trang lập tức biểu cảm liền đông cứng lại nhìn vào hình minh họa nữ cảnh sát y tá giáo viên và rất nhiều phụ nữ trên sách hắn cảm thấy chỉ số thông minh của mình đã bị sỉ nhục. Giờ phút này tâm tình vặn vẹo, ấn tượng tốt về tuệ hư lần nữa tan rã. Hắn vậy mà thật sự đọc những thứ này trong thư viện thiên liêng. Phát hiện Phong Kỳ đứng ngay người, Lâm Nhiễm đi đến bên cạnh. Sau khi nhìn thấy những hình minh họa trên sách, hắn không nhịn được cười, sau đó xung quanh có nhiều học sinh đang đọc sách, nhanh chóng điều chỉnh lại, nhưng vẫn không thu được nụ cười trên môi. Kỳ ca, em rất thích tính cách của tuệ hư này, sau này có hắn ở lớp chúng ta chắc hẳn sẽ rất thú vị. Gân xanh trên trán đồng thời nổi lên, phong kỳ biểu cảm bất lực. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn đã phát hiện ra tên tuệ hư đó tự hồ bị kiềm chế quá lâu, sau khi đến tinh thành học phủ, liền giống như ngựa hoang thoát cương, không thể khống chế được nữa. Một nhân vật như vậy căn bản không thể nào học hành chăm chỉ, đoán chừng đến lúc đó sẽ thành cái đuôi của lớp lão vương nói rằng không thể vứt bỏ bất kỳ học sinh nào bất luận có thiên phú hay không nhưng hắn không nghĩ đến vừa trở thành giáo viên liền gặp phải học sinh có vấn đề như tuệ hư lúc này bóng dáng tuệ hư từ cách đó không xa đi đến nhìn thấy phong kỳ đang cầm sự cám dỗ của đồng phục tuệ hư biểu cảm sửng sốt lập tức ý thức được bản thân bị phát hiện trong khoảng thời gian này phong kỳ thường đến sân huấn luyện đặc biệt vì vậy Tuệ Hư đã biết Phong Kỳ chính là giáo viên của lớp chiến đấu thứ ba. Bị giáo viên của mình bắt gặp một màn này khiến hắn có chút xấu hổ. Nhưng vẫn cắn răng đi đến chỗ Phong Kỳ, giả vờ bình tĩnh nói, thầy Phong, bạn học Lâm, thật là trùng hợp A. Tuệ Hư, giải thích đây là là cái gì, Lâm nhiễm cười chỉ vào quyển sách ố vàng. Nghe được điều này, Tuệ Hư biểu hiện bình tĩnh, cô, đây là kinh Phật của chúng tôi, dùng để mài dũa tâm trí cái này thì sao phong kỳ chỉ vào những bức tranh minh họa trên sách sư phụ nói cách vượt qua sợ hãi chính là đối mặt với sợ hãi cách để không khuất phục trước cám dỗ là đối mặt với cám dỗ vì vậy tôi xem những thứ này là để vượt qua sự cám dỗ ha 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 tuệ hư cậu được lắm đấy lâm nhiễm ở bên cạnh giơ ngón tay cái lên nghe lời nói ngụy biện thế này phong kỳ cảm thấy không nói nên lời nhưng phương diện này dù sao cũng là đời sống riêng tư của người ta hắn cũng không thể nói gì người trẻ tuổi huyết khí phương cương là điều dễ hiểu khiến hắn thắc mắc là tại sao tuệ hư lại đọc những thứ này trong thư viện nghĩ đến đây hắn liền nói lần sau xem thứ đồ chơi này đừng xem ở thư viện để người khác nhìn thấy không tốt vừa nói vừa đem sự cám dỗ của đồng phục giao lại cho tuệ hư Mất mặt là chuyện nhỏ nhưng để mất mặt lớp học chiến đấu số 3 của chúng ta chuyện lớn. Lâm nhiễm cười bổ sung. Vương tay nhận lấy sách tuệ hư gãi gãi đầu, bây giờ là thời gian huấn luyện đặc biệt, tân sinh không được ở ký túc xá, huấn luyện viên thỉnh thoảng sẽ đến kiểm tra, nên em chỉ có thể đến thư viện đọc sách. Tốt đi, cậu tiếp tục chế ngự cám dỗ, nhưng phải kiềm chế bản thân khi bắt đầu lớp học. Không vấn đề gì, thầy Phong. Tuệ hư gãi đầu đồng ý, trở lại chỗ ngồi, Phong Kỳ và Lâm Nhiễm cười cười nhìn Tuệ hư nghiêm túc chế phục sự cám dỗ. Kỳ ca, trước đây Tuệ hư đơn giản là ngột ngạt, hiện tại hoàn toàn không bị bó buộc, nếu anh cảm thấy không kiểm soát được, có thể sử dụng tuyệt chiêu của giáo viên. Tuyệt chiêu gì? Mời phụ huynh, cũng chính là sư phụ của hắn. Mời sư phụ cùng hắn chế ngự cám dỗ. Phong Kỳ lộ ra nụ cười nhếch mép. Ha ha ha, anh đúng là có độc. Sau khi khúc nhạc đệm qua đi, Phong Kỳ và Lâm Nhiễm lật sách ra bắt đầu học. Thế giới bên ngoài cửa sổ dần dần bị màn đêm bao phủ, đèn đường trong học phủ tất cả đều được thắp sáng. Bên ngoài ồn ào nhưng trong thư viện yên tĩnh, dưới ánh đèn dịu nhẹ, chỉ có tiếng lật sách và ghi chép tạo nên không khí học tập sôi nổi. Đọc sách vì sự cuộc khởi của nhân loại không bao giờ là nói suông có người từng đề xuất phát triển mạnh mẽ công nghệ hàng không vũ trụ lối thoát cho nhân loại là nằm ở vũ trụ đầy sao chỉ ở đó họ mới tìm thấy một tia hy vọng sống người đề xuất ý tưởng này cảm thấy rằng con người nên thoát khỏi vùng đất bị xâm lấn sắp thành một tân thế giới đi tìm vùng đất mới dừng chân ý tưởng này được không ít người tán thành dù biết làm vậy chỉ một số người có thể rời đi nhưng cảm thấy đây là cách duy nhất để giữ lại cho nhân loại một mồi lửa Tầng lớp người ưu tú trở thành lựa chọn đầu tiên chạy trốn Vào thời điểm đó, có nhiều người đã lên tiếng phản đối Trong cuộc họp đã có người nói câu này Người cảm thấy nền văn minh của nhân loại không đủ mạnh so với các cuộc xâm lấn Nhưng người có thể học tập để cho càng cường đại hơn Hạ quốc chúng ta có một câu ngạn ngữ cổ Đọc sách vì đại hạ hưng thịnh Trong tương lai câu nói này cũng có thể thay đổi thành vì nhân loại cuộc khởi mà đọc sách Từ đó đọc sách vì sự vươn lên của nhân loại đã trở thành mục tiêu đấu tranh không ngừng nghỉ của nhiều thế hệ. Gốc rễ xấu xa không thể che lấp được bản chất tốt đẹp của con người. Những bậc tiền nhân đứng lên ấy như ánh sáng trong bóng tối, soi đường cho nhân loại đi về phía trước. Họ cảm thấy rằng thế giới đổ nát này có muôn vàng điều tồi tệ, nhưng dù sao đó cũng là quê hương của bọn họ. Vì vậy, khi đối mặt với thử thách bạn không nên lùi bước trốn tránh mà phải trở nên mạnh mẽ để đối đầu với chúng. Trong khi học, Phong Kỳ và Lâm Nhiễm đã quên thời gian. Trong khoảng thời gian này, thỉnh thoảng có người rời khỏi cũng có một số bóng người đến. Sau khi cầm xong, nền tảng nghiên cứu công pháp 6, Phong Kỳ nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ trên bức tường phía bắc thấy đã gần sáng. Nhìn lại, Tuệ Hư đã đi mất từ lâu, nhưng một nửa vị trí vẫn có học sinh chăm chỉ tự học. Kỳ ca, quay về sao? Lâm Nhiễm đặt sách xuống hỏi. Từng, anh về trước, còn em cùng nhau em thấy không sai biệt lắm sau khi trả sách đã mượn về chỗ cũ cả hai bước ra khỏi thư viện gió đêm ồn ào náo động đem không khí khô nóng cuốn đi lúc này nhiệt độ thích hợp cảm giác vô cùng thoải mái đi lên lầu trở về ký túc xá lâm nhiễm tự hồ nghĩ tới cái gì đột nhiên nói kỳ ca em nghe nói gần đây các trường học đang tổ chức đoàn đội thi đấu cho tân sinh anh có hứng thú tham gia không tổ chức lớp thi đấu đoàn đội Đúng, đến lúc đó rất nhiều tân sinh lớp chiến đấu sẽ tham gia, chủ yếu là so tài khả năng chiến đấu đoàn đội, dù sao học sinh lớp chiến đấu cơ bản về sau sẽ tiến vào giả chiến đoàn đội cho nên khả năng chiến đấu phối hợp là rất quan trọng. Lần thi đấu này là để các tân sinh nhận thức được tầm quan trọng của đội ngũ và hình thành ý thức tập thể. Lớp chúng ta có 13 người cộng thêm em và một tinh, dù số lượng người tham gia hơi ít, nhưng dù sao cũng có em, Lục Nguyệt và ba anh em nhà họ Hạ, nếu tham gia thứ hạng nhất định không tệ sau khi nghe lâm nhiễm giải thích phong kỳ đột nhiên trở nên hứng thú nhưng nghe những lời cuối cùng của lâm nhiễm hắn nói không nên lời có phải em cảm thấy ở trong lớp chúng ta em có thực lực mạnh nhất không nhất định em cảm thấy lục nguyệt thực lực không yếu hơn em thậm chí có thể so với em càng mạnh về phần những người khác cũng không phải em khoe khoang bọn họ cơ bản không không phải đối thủ Vậy em cảm thấy một tinh thực lực như thế nào? Phong kỳ vẻ mặt kỳ quái hỏi. Em không biết, nhưng bất quá em đối với Trung Transform tương đối hiểu biết, cảm thấy một tinh không thể ở trong tay em chống đỡ ba hiệp, tuy rằng nói như vậy có chút bi thương. Nhớ kỹ những lời em nói, đến lúc đó bị vả mặt có thể có chút đau. Hắn không thể nhịn cười trước sự tự tin của Lâm Nhiễm. Một tinh, người được người trong tương lai mệnh danh là Đại Quỷ Vương, tuyệt đối trong lịch sử loài người là đỉnh cao sức mạnh chiến đấu. Lâm nhiễm tuy rất có thiên phú, nhưng chỉ là thiên phú trong nghiên cứu pháp thuật, thực lực chiến đấu không cùng một đẳng cấp với một tinh, giữa bọn họ có khoảng cách không thể vượt qua. Kỳ ca, anh có ý gì? Lâm nhiễm tò mò hỏi. Về sau em sẽ biết, người trẻ tuổi đúng là không biết trời cao đất rộng. Phiền nhất là đoán mà. Trong khi trò chuyện cả hai đã đi đến trước ký túc xá. Sau khi chào tạm biệt, họ cất bước đi vào phòng của mình. Còn chưa vào cửa phong kỳ liền thấy gói chuyển phát nhanh đặt trước cửa phòng. Cái này khiến hắn hơn ngạc nhiên, hắn không nhớ gần đây mình có mua sắm trực tuyến hay không. Nếu là quà của bạn cùng lớp, thì hắn sẽ được thông báo trước sự xuất hiện của gói chuyển phát nhanh này có hơi lạ. Nhặt gói hàng lên, liếc nhìn tên người nhận đúng là hắn. Cột của người gửi ghi, liên hợp viện nghiên cứu hắn liền minh bạch bên trong là gì nên cầm gói hàng bước vào cửa trong các viện nghiên cứu lớn địa vị của liên hợp viện nghiên cứu tương tự như liên hợp quốc thời kỳ đầu trên thực tế nó không có cưỡng chế quản lý các viện nghiên cứu lớn nhất là quyền lực đặc thù viện nghiên cứu ý nghĩa tồn tại là cung cấp nền tảng trao đổi và hợp tác giữa các viện nghiên cứu lớn chịu trách nhiệm quản lý cơ sở dữ liệu công pháp và ban phát phần thưởng cho nên trong gói hàng liên hợp viện nghiên cứu gửi tới là phần thưởng nghiên cứu và phát triển công pháp của hắn. Đi đến bàn làm việc, Phong Kỳ mở gói hàng, thứ xuất hiện trước mặt hắn là một hộp kim loại màu xanh sẫm. Bên ngoài hộp còn khắc đối xứng mạch tuệ đồ án màu bạc đại diện cho liên hợp viện nghiên cứu, dưới ánh đèn phản xạ hào quang, cảm nhận khoa học kỹ thuật tràn đầy. Mở ra hộp kim loại một huy chương màu bạc được đặt ở giữa. Chiếc huy chương có kích thước bằng lòng bàn tay trẻ con, cầm trên tay cảm nhận dày đặc kim loại trên đó điêu khắc một thanh lời kiếm xung quanh nở rộ hoa tươi mặt sau của tấm huy chương còn khắc một dòng chữ huy chương bạc lời tri ân dành những cống hiến nổi bật của bạn trong việc thúc đẩy nền văn minh nhân loại cầm huy chương lên phong kỳ nở nụ cười ngoài miệng hắn nói rằng không quan tâm những thứ hư vinh thế tục này nhưng vào lúc nhận được nó trong lòng không khỏi cảm thấy tự hào có rất nhiều thứ ý nghĩa đằng sau nó còn quý giá hơn rất nhiều so với thực tế hơn 500 qua, có bao nhiêu người kiệt xuất như hắn mang nặng vinh dự này, trong lòng hướng về ngày mai tốt đẹp hơn, vì thế không ngừng cả đời phấn đấu. Tinh thành trước mắt hắn giờ đây được xây dựng bằng máu thịt của tổ tiên, để mới có được vẻ mỹ mạo và sự yên bình sau thảm họa. Có hai ý nghĩa đằng sau huy chương vinh dự, một là lịch sử hai là tinh thần. Cái trước có thể học hỏi từ thế giới, cái sau có thể nuôi dưỡng từ trái tim ngón tay mơn trấn thanh trường kiếm cùng hoa tươi trên huy chương hắn không khỏi nghĩ tới những anh hùng mà lão vương đã nói trong giờ học lịch sử thời điểm này dường như thời gian và không gian đang xen hắn cảm nhận được gánh nặng tinh thần đằng sau vinh quang này đem huân chương thả lại vị trí trung tâm phong kỳ mở ra tầng thứ hai của hộp kim loại hiện ra trước mắt hắn chính là một bình rượu có in hình cây kiếm màu bạc thông qua bình thủy tinh trong suốt có thể rõ ràng nhìn thấy chất rượu trong suốt màu đỏ nhạt bên trong. Phía trước bình rượu còn cắm một tấm thẻ nhỏ, phía trên giới thiệu chi tiết xuất xứ của bình rượu này. Rượu công huân, nơi sản xuất, viện nghiên cứu liên hợp. Thành phần pha chế, phù vân quả, linh thực cấp 7, cửu linh diệp, linh thực cấp 8, bách linh huyết, được điều chế từ hỗn hợp tinh huyết của 100 loại sinh vật trận địa, dạ quan chi, linh thực cấp 7, cỏ đèn sáng cây ý dĩ, linh thực cấp 8, độc trắng điệp lam, linh tài cấp 5. Công hiệu, mỗi ngày uống một lượng nhỏ có thể kéo dài tuổi thọ, rèn luyện thân thể, cũng có thể dùng uống phụ trợ khi tu luyện, có tỷ lệ cao giúp tăng hiệu suất tu luyện. Nhắc nhở, dược hiệu của rượu công huân rất cao, không nên uống quá nhiều, nếu không sẽ gây quá tải đối với thân thể, có nguy cơ nổ tan xác. Rượu công huân, bạc, số hiệu, 118, 163 tặng cho. Phong Kỳ, mã số công dân Tinh Thành, 1173688. Lật đến mặt sau tấm thẻ, phía trên còn viết một hàng chữ, rượu này tặng cho bạn, người đã không ngừng phấn đấu vì sự cuộc khởi của nhân loại. Nhìn giới thiệu về rượu công huân, Phong Kỳ không khỏi tặc lưỡi. Bình rượu trong tầm thường này, khả năng giá cả chế tạo phải đến mấy trăm vạn. Lần trước hắn mua linh thực cấp 4 cửu sắc hoa đã phải bỏ ra 23 vạn. Mặc dù rượu công hương này được chế tạo với số lượng lớn, nhưng phối liệu của bình rượu này lại là từ gần trăm loại linh thực và linh tài điều hòa mà thành, có thể tưởng tượng ra giá trị của nó. Đồng thời, bình rượu này còn có mã số riêng, cầm đi làm bảo vật gia truyền cũng không quá đáng. Để rượu công hương sang một bên, hắn mở ra tầng thứ ba của hộp kim loại. Bên trong là một phần văn kiện, phía trên là chứng nhận, tu luyện thể thao 2.0 và kết quả thí nghiệm. Ngoài ra, góc phải phía dưới còn có con dấu chứng thực của Viện Nghiên cứu Hổ Phách và Viện Nghiên cứu Liên hợp. Đem giấy chứng nhận tu luyện thể thao hai. Không gấp gọn để lại hộp kim loại, hắn ngồi trước bàn sách cầm rượu công hương lên. Rượu dù trân quý, nhưng về sau chắc chắn hắn còn sẽ có, vì vậy nên uống thì vẫn cứ uống. Hắn rất chờ mong tác dụng của rượu công hương mang lại. Ngay khi Phong Kỳ chuẩn bị vặn nắp bình bị bịt kín ra thì giống như bỗng nhiên nghĩ tới điều gì vội vàng móc điện thoại ra gọi cho lâm nhiễm một lát sau giọng nói tràn đầy nghi vấn của lâm nhiễm truyền đến từ đầu bên kia điện thoại kỳ ca giờ này đang là rạng sáng tìm em có chuyện gì vậy đến bờ hồ trước ký túc xá đi cùng cậu chia sẻ thứ tốt là bí kíp nghiên cứu công pháp sao lâm nhiễm có vẻ hơi mong đợi hỏi không phải ngủ ngon phong kỳ cậu chắc chắn không đến bây giờ liền rời giường chuyện kỳ ca phân phó sao em có thể không coi trọng, dù sao anh cũng là đèn chỉ dẫn, chiếu sáng phía trước con đường thăm dò nghiên cứu công pháp của em. Cậu càng ngày càng giống liếm cậu. Em thích, xoát, xoát, xoát. Nghe tiếng lâm nhiễm liếm láp, phong kỳ ghê tởm vội vàng cúp máy. Sau đó hắn lại mở danh bạ, tìm được số điện thoại của một tin, gọi đi. Chung vang mấy tiếng thì có người bắt máy, thanh âm hơi có vẻ mơ màng của một tình truyền đến, alo, học đệ có chuyện gì không bây giờ chị đến bờ hồ trước ký túc xá đi chia sẻ cho chị cái bảo bối đầu bên kia điện thoại chần chờ mấy giây mới mở miệng nói nếu không để ngày mai đi tôi còn đang ngủ bây giờ rời giường thì rất nhanh sẽ lại đói bữa ăn khuya mà phòng ăn cung ứng cũng không có món chính kháng đói ăn không đủ no chỗ tôi có đồ vật này ăn cực kỳ ngon vậy bây giờ tôi rời giường cậu đợi tôi sau khi cúp điện thoại, Phong Kỳ đi vào phòng bếp của ký túc xá lấy ra ba cái chén, sau đó mang theo rượu công hương đi ra ký túc xá. Gió đêm ồn ào náo động, không khí lúc này đặc biệt tươi mát. Đèn đường bên ngoài ký túc xá bị bóng cây bao trùm, khiến cho ánh đèn lấp lóe loang lổ, cây liễu bên hồ đung đưa theo gió, mang đầy hương vị của mùa hè. Sau một lúc chờ đợi, bóng dáng Lâm Nhiễm và một tin xuất hiện từ nơi xa. Lâm Nhiễm rõ ràng là còn chưa ngủ vẻ mặt tươi cười mà đi tới. Còn một tình thì trông rất quể oải, vẻ mặt mờ mịt, hai con mắt đều sắp hiếp lại. Ba người đi đến ghế dài ven hồ ngồi xuống. Lúc này, ánh mắt lâm nhiễm đã bị đánh dấu bạc của rượu công huân trong tay hắn hấp dẫn. Kỳ ca, đây là rượu công huân. Đã đoán đúng. Nghe Phong Kỳ trả lời khẳng định, lâm nhiễm có vẻ hơi kinh ngạc, người khác sau khi có được rượu công huân đều cất giấu đi, còn anh lại đang chuẩn bị uống sao? Về sau sẽ lại có, lại không phải chỉ có một bình này. Phong Kỳ nhếch miệng cười đáp lại. Nghe lời nói như vậy, Lâm Nhiễm giơ ngón tay cái lên, không hổ là kỳ ca, khí phách, nếu như vậy thì mau mau rót cho em một chén nếm thử mới mẻ. Một tinh ngồi ở bên trái Phong Kỳ lúc này vẫn là vẻ mặt mê mang, nhỏ giọng dò hỏi, rượu công huân là rượu gì? Còn có. Tôi không uống rượu nhìn một tin vẻ mặt vô cùng nghi hoặc còn chưa chờ phong kỳ giải thích lâm nhiễm đã cười đồ mở miệng nói học tỷ cái đồ chơi này chính là đồ tốt ở bên ngoài muốn mua cũng không mua được là quà tặng mà viện nghiên cứu liên hợp cung cấp đặc biệt cho người đạt giải thưởng cống hiến xuất sắc cho sự phát triển của nhân loại người bình thường có khi cả đời cũng không được một bình cho nên chị thử một chút đi thật ra em cũng không uống rượu nhưng cái này khá đặc biệt dù sao cũng phải nếm chút mới mẻ Nghe xong lời giải thích của Lâm Nhiễm, một tình dường như hiểu ra, ngoan ngoãn gật đầu. Dưới ánh mắt chờ mong của Lâm Nhiễm và một tình, Phong Kỳ đưa tay vặn nắp bình bịp kính ra. Ốc, sau một tiếng vang trầm, mùi rượu nồng làng tràn ra bốn phía, quanh quẩn ở chóc mũi một lát, sau đó lại theo gió đêm bay xa. Đưa chén cho Lâm Nhiễm và một tình, hắn đầu tiên là rót cho mình một chén đầy, sau đó cũng rót đầy chén của một tình. Đến lượt Lâm Nhiễm, hắn trêu chọc hỏi có thể uống bao nhiêu. Tất nhiên là phải là rót đầy, xem thường ai đấy. Nghe Lâm Nhiễm trả lời, hắn lúc này mới rót đầy cho Lâm Nhiễm, nhưng vẫn nhắc nhở trước uống thử một ngụm nhỏ, tác dụng của đồ chơi này đặc biệt lớn, uống nhiều quá thân thể không chống đỡ được, nếu uống không hết thì cậu mang về. Hiểu rồi, Lâm Nhiễm gật đầu, sau đó giơ ly rượu lên cười đùa nói vì sự cuộc khởi của nhân loại, cạn ly. Sau khi đặt bình rượu xuống, Phong Kỳ cũng dơ chén rượu đầy lên, chạm ly với Lâm Nhiễm và một tinh. Đưa chén rượu đến bên miệng, đầu tiên hắn uống một hớp nhỏ. Cảm giác đầu tiên khi rượu vào miệng là rất đậm vị, sau đó mùi thuốc khuếch tán ra mũi và miệng, vị giác trên đầu lưỡi bị kích hoạt mà va chạm với chất lỏng, khiến cho hắn cảm nhận được một hương vị rất khác biệt. Khi chất rượu nuốt xuống theo ít hầu, như là thể hồ quán đỉnh, lỗ chân lông toàn thân nhanh chóng được thư giãn, Giống như các tế bào đều bị kích hoạt, dưới sự kích thích của chất rượu đứng ra hò hét. Sau khi dạ dày tiếp xúc với rượu, một dòng nước ấm lan tràn đến toàn thân, hắn lập tức có cảm giác men say ấm áp. Loại cảm giác này kéo dài một lát mới chậm chạp rút đi, nhưng mùi thơm giữa mũi và miệng vẫn luôn không tiêu tán, dư vị kéo dài. Thanh tiến trình năng lượng cũng theo đó mà nhảy vọt. Trong chớp mắt từ 49 8%, lấy tần suất mỗi giây tăng không 5%, nhảy lên đến khi trị số năng lượng đạt tới 62. 3% mới chậm dần. Ngoài ra, hắn phát hiện năng lượng của rượu cũng không phải là hoàn toàn bị thanh tiến trình năng lượng hấp thu, mà còn có một bộ phận ở lại khuấy động trong cơ thể, khiến máu của hắn phát ra âm thanh như thủy triều lên. Một bộ phận năng lượng trong đó đang chậm chạp bị thân thể hấp thu, tiêu hóa. Quá sung sướng, cảm giác cả người đều muốn bay lên. Lúc này Lâm Nhiễm phát ra một tiếng than thở, sắc mặt đã trở nên đỏ bừng, sau đó tiếp tục mở miệng nói, chỉ có thể lại uống nhiều nhất một ngụm nhỏ, uống nhiều quá em sẽ không chịu được, dược hiệu này cũng quá. Nói một nửa, một lều vải nhỏ chậm rãi dâng lên. Móa, cái này còn có công hiệu này, cúi đầu nhìn thoáng qua, Lâm Nhiễm vội vàng nghiêng người đi. Ha ha ha, đã bảo cậu kiềm chế một chút. So sánh với Lâm Nhiễm bị say sau khi uống rượu công huân, hắn có thanh tiến trình năng lượng kết hợp với hệ tiêu hóa nên cảm giác cực nóng rất nhanh đã biến mất quay đầu nhìn lại rượu trong chén một tình đã uống gần nửa lúc này trên mặt cô là nụ cười ngốc nghếch đáng yêu sắc mặt chỉ là ửng đỏ nhưng phù văn tinh thạch ở cánh tay trái lại sáng lấp lánh lóe lên giống như máy bấm giờ ở ngực siêu nhân điện quang thấy cảnh này phong kỳ nhịn không được tự động tưởng tượng cảm thấy trên đầu một tinh đang có con số liên tiếp nhảy lên lực lượng cộng một cường độ thân thể cộng một năng lực phản xạ có điều kiện cộng một tính kháng nguyên tố cộng một năng lực tự phục hồi cộng một lực chiến đang tăng lên nhanh chóng đối với đặc tính thu hoạch năng lượng từ trong đồ ăn của một tinh hắn từng có hiểu biết trong kho số liệu tương lai có thể nói là càng ăn càng mạnh lúc này lâm nhiễm ở bên cạnh đã uống xong ngụm thứ hai nhưng rất nhanh hắn đã không chống nổi mà máu mũi chảy xuống cảm thấy lúng túng Hắn nhịn không được mở miệng nói, hơi bất cẩn rồi, có vẻ như thân thể có chút không chống nổi, để em vào trong hồ bay nhảy một lúc cho tiêu hóa. Nói xong hắn đứng người lên, nhảy vào trong hồ dưới ánh mắt kinh ngạc của Phong Kỳ và Mục Tinh, bắt đầu ra sức hoạt động tứ chi. Đưa mắt nhìn sang Mục Tinh đã uống thấy đấy, hắn không khỏi cười hỏi, học tỷ, lại đến một chén. Mục Tinh nghe vậy thì lắc đầu. Sau khi cảm thụ hiệu quả thần kỳ mà rượu mang lại, cô đã hiểu được chén rượu này trân quý cỡ nào, nó tương đương với năng lượng cô thu được khi bình thường ăn nửa tháng. Ngoài ra, bên trong rượu ẩn chứa rất nhiều dược liệu trân quý có thể tăng cường thể chất, có công hiệu rất rõ rệt đối với gia tăng thực lực. Giờ phút này, khi nghe Phong Kỳ hỏi còn muốn uống không, cô lựa chọn từ chối. Nhìn thấy vẻ mặt của một tinh, Phong Kỳ lập tức hiểu được suy nghĩ trong lòng cô. Từ lúc ban đầu tiếp cận một tinh là có mục đích, nhưng đến bây giờ hắn đã đem một tin coi là bạn bè tri kỷ của mình nhớ lại nội dung nhật ký của một tin mà hắn thấy được trong kho số liệu tương lai trong lòng của hắn chảy xuôi một dòng ấm áp khi tất cả mọi người đều hoài nghi hắn nhưng một tin vẫn dứt khoát lựa chọn đứng về phía hắn sau khi hắn chết một tin còn thường xuyên mang theo hoa tươi đến thăm hắn ngồi quỳ chân ở trước mộ bia của hắn thổi kèn harmonica bạn bè trọng tình trọng nghĩa như vậy rất đáng để hắn trân quý nghĩ tới đây hắn tự tay cầm lấy chén trong tay một tinh lại rót đầy một chén muốn uống thì cứ uống chỉ không cần khách khí với tôi rượu này về sau sẽ lại có nghe lời này một tinh khéo léo gật nhẹ đầu sau khi cúi đầu uống một hớp nhỏ thì trên mặt dâng lên nụ cười hạnh phúc bỗng nhiên cảm thấy ngoài mộng tưởng thật ra những điều nhỏ nhoi trong cuộc sống cũng có thể rất tốt đẹp lúc này phong kỳ cũng cúi đầu uống một hớp rượu nhỏ cảm giác quen thuộc lại lần nữa dâng lên ánh mắt hoảng hốt mông lung trong cơ thể giống như có một ngọn lửa đang thiêu đốt mang cho thân thể cảm giác cực nóng kéo dài hồi lâu sau mới chậm chạp biến mất thổi gió đêm uống rượu trong cảm giác say mông lung áp lực đè nén trong đáy lòng của hắn cũng được đến phát tiết đều nói rượu có thể tiêu sầu giờ phút này hắn mới có trải nghiệm sâu sắc sau khi uống một hớp lần nữa hắn ngồi trên ghế dài ngửa đầu nhìn trời ngày mùa hè gió đêm nhẹ thổi mây trôi tạo ra từng sợi vân mây trên bầu trời đêm quanh co khúc khuỷu bóng cây chập chờn dưới ánh trăng tinh thành học phủ ký túc xá trời sáng dần lên một tia nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào trong phòng lúc này phong kỳ cũng tỉnh lại khi mở mắt ra hắn cảm thấy tinh thần sảng khoái tầm nhìn của hắn đặc biệt rõ ràng ngay cả hạt bụi trong không khí cũng có thể nhìn thấy rất rõ ràng Dược tính của rượu Công Huân từ đêm qua đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn biến mất, trong cơ thể vẫn còn sót lại nhiệt độ. Một bình rượu Công Huân có thể rót được khoảng 4 ly. Lâm Nhiễm một ly, một tinh 2 ly mà hắn uống nhiều hơn 1 ly. Lúc này thanh năng lượng trong cơ thể đã tăng lên tới 96,8%, ăn mấy bữa cơm ở nhà ăn học phủ thì có thể nạp đầy thanh tiến độ năng lượng. Tối qua sau khi trở lại ký túc xá, hắn đã đặc biệt lên mạng tra cứu tin tức liên quan đến rượu công huân nhìn thấy kết quả làm hắn rất ngạc nhiên chưa tính giá trị kèm theo giá sản xuất thực tế của ly rượu công huân này chưa đến một triệu đồng mặc dù sử dụng hàng trăm loại linh dược cùng với kỹ thuật sản xuất đặc biệt để tạo thành nhưng dù sao cũng là sản xuất hàng loạt sản phẩm cuối cùng khẳng định đã được pha loãng nếu không thì rượu công huân được sản xuất từ hàng trăm loại linh dược thì giá trị ít nhất cũng phải hơn trăm triệu mà trong số linh dược này, có nhiều cây linh dược trân quý có trị giá hơn triệu. Tối qua hắn chỉ mới uống có một ly, trị giá khoảng 250. Không 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 nhân dân tệ, nhưng công hiệu mà nó mang lại rất đáng kể. Ban đầu từ 49,8% tăng lên 96,8%, tăng được 47%. Mộ lan phù văn tinh thạch có giá 880. Không 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 nhân dân tệ, sau khi sử dụng tăng lên khoảng 105, tính toán một chút thì mỗi 1% tăng lên phải cần khoảng 8.380 nhân dân tệ. Giá một ly rượu công hương khoảng 250. trăm không nhân dân tệ, tăng được 47%, vậy cứ 1% thì chỉ cần khoảng 5. 300 nhân dân tệ. Hơn nữa công hiệu của rượu công huân không bị thanh tiến trình năng lượng hấp thu hết mà một phần cũng bị cơ thể hấp thu tiêu hóa, khiến trong người hắn vẫn còn cảm giác ấm áp ngược lại tỷ lệ chất lượng giá cả của rượu công huân cao hơn gấp đôi so với mộ lan phù văn tinh thạch điều này khiến hắn có hướng mãnh liệt với quy trình sản xuất rượu công huân nếu như hắn có thể tự mình luyện chế ra loại rượu mà có thể trộn hỗn hợp các loại linh dược này với nhau thì sau này sẽ giúp hắn tiết kiệm được không ít chi phí sau khi tắm rửa sạch sẽ phong kỳ ngồi trước bàn làm việc và bắt đầu tra cứu quy trình sản xuất rượu công huân nhưng rất nhanh ngay sau đó hắn đã từ bỏ không phải hắn tìm không thấy thông tin liên quan mà là hắn cho dù tìm được cũng không có năng lực sao chép được ở đây không thể không nhắc đến một ngành nghề đặc biệt linh dược sư mà rượu công huân được điều chế bởi linh dược sư chuyên nghiệp trông có vẻ như chỉ là một ngành nghề rất bình thường nhưng thực tế muốn trở thành một linh dược sư cần phải học hỏi rất nhiều kiến thức cũng giống như hóa học trong hiện thực linh dược sư khác với người nghiên cứu công pháp và bồ chú họ chủ yếu là nghiên cứu thành phần, tính chất, kết cấu và quy luật biến hóa của linh dược trong lĩnh vực này sau khi điều chế dẫn đến hiệu quả thăng hoa. Bởi vậy, nếu muốn trở thành linh dược sư, ngưỡng cửa đầu tiên chính là nhận biết rõ chi tiết các công hiệu của linh dược cùng linh thảo ở trận địa. Phong kỳ đối với điều này rất hứng thú, đã tra những thông tin liên quan về cách trở thành linh dược sư và sau đó trên màn hình xuất hiện một danh sách kiến thức dày đặc, cẩm nang những điều dược sĩ nên biết, tám quyển, Nhận biết linh thực, 32 quyển, dung hợp linh thực, cách phát huy tối đa tác dụng của thuốc, 12 quyển, cách tránh cháy nổ khi điều chế, phun, đặc điểm của linh thực được sản xuất trong các trận địa khác nhau, 12 quyển, kỹ năng nhân giống linh thực, 8 quyển. Để bắt đầu làm linh dược sư thì những nội dung cần phải học cực kỳ nhiều. Đặc biệt là muốn trở thành linh dược sư chuyên nghiệp, cần bỏ ra nhiều tinh lực, tinh thần và sức lực cho việc học nhưng chỉ cần bước vào được ngưỡng cửa nhập môn thì có thể ngay lập tức được đánh giá là nhân loại tinh anh cấp C, họ có thể tối đa hóa hiệu quả của các tài nguyên do trận địa sản xuất, thậm chí có thể trộn các tác dụng chữa bệnh của hai loại cây linh thực để tạo ra hiệu quả một cộng một lớn hơn hai. Cũng giống như rượu công huân, giá trị thực của một bình rượu khoảng hơn một triệu. Nhưng sau khi được linh dược sư dung hợp, thì hiệu quả sinh ra gấp đôi linh thực mua cùng giá. Ngoại trừ linh thực ra, phù văn tinh thạch cũng nằm trong khả năng dung hợp của linh dược sư, nghề này có thể nói là học, học nữa, học mãi. Bởi vì nhân loại trong lúc thăm dò lĩnh vực luôn luôn có thể phát hiện mới linh dược cùng linh thực, cũng sẽ phát hiện ra các lan vực mới đem đến nhiều linh dược mới. Sau khi tìm hiểu chi tiết về hệ thống linh dược sư, Phong Kỳ quả quyết lựa chọn từ bỏ. Bắt đầu làm linh dược sư đã khó, muốn tinh thông, thành thạo thì lại càng khó hơn hắn không có nhiều thời gian để học tập, tìm hiểu về linh dược sư. Trừ khi hắn có được chức năng trí nhớ vô hạn. Tuy nhiên, hắn nhớ lại, trong lớp đặc huấn 3 có một tân sinh tên là Nhạc Bình An. Trong thông tin cá nhân của cậu ta ghi rằng có thành thạo kiến thức về phương diện linh dược sư. Hắn quyết định khi khai giảng sẽ thăm hỏi một phen, để xem liệu cậu ta có thể nâng cao công hiệu của mộ lan phù văn tinh thạch lên hay không. Trong tài khoản sách có 8 triệu, nhưng tiền là thứ có thể tiết kiệm được thì phải tiết kiệm hắn cũng không giàu có đến mức phung phí tùy tiện sau này sẽ còn nhiều nơi cần phải tiêu tiền sau khi đóng trang tìm kiếm anh đứng dậy vương vai lúc này công hiệu của rượu công huân vẫn còn dư vị khiến hắn cảm thấy ấm áp rất dễ chịu sau khi rời khỏi ký túc xá đầu tiên là hắn đến nhà ăn học phủ để gặp lâm nhiễm và mục tinh sau đó cùng nhau ăn một bữa sáng thịnh soạn trong lúc ăn sáng, sắc mặt lâm nhiễm hồng nhuận, hiển nhiên dược tính của rượu công huân vẫn còn chưa hấp thu hết. Vì vậy, hắn ta mang theo khăn giấy bên mình để khi máu mũi chảy xuống thì có thể lau. Còn trạng thái của một tinh thì không khác ngày thường là bao. Ngay cả rượu công huân có công hiệu cực mạnh trước năng lực tiêu hóa mạnh mẽ của cô ấy cũng không đủ để nhìn ra điều gì, công hiệu của rượu đã sớm bị hấp thu hoàn toàn. Sau khi ăn sáng xong, Phong Kỳ đứng dậy, chuẩn bị đến lớp học công pháp lúc này lâm nhiễm vừa mới lau máu mũi xong thì ngẩng đầu lên anh kỳ lên lớp à cùng nhau đi nghe những lời này hắn không khỏi trợn tròn mắt em đã như vậy rồi mau trở về ký túc xá nghỉ ngơi cho tốt đi tốt nhất là bắt kịp thời gian tu luyện đừng lãng phí công hiệu của rượu công huân nghe được câu trả lời của hắn lâm nhiễm oán hận gật đầu hiển nhiên là không cam tâm đối với việc này phong kỳ chọn nhắm mắt làm ngơ lâm nhiễm rất nhiệt tình đối với việc nghiên cứu công pháp đây là vấn đề luôn khiến hắn đau đầu từ trước đến nay mà đến giờ hắn vẫn chưa tìm ra cách giải quyết ngay cả khi hắn nói thẳng với lâm nhiễm rằng việc nghiên cứu công pháp của hắn ta lâm nhiễm trong tương lai sẽ dẫn đến tai họa thì hắn ta cũng không tin điều đó nếu không tự mình thử hắn ta sẽ không bao giờ chết tâm trực tiếp thuyết phục ít có tác dụng vẫn phải đi theo cách vòng vo sau khi rời khỏi nhà ăn học phủ, Phong Kỳ đi thẳng đến tòa nhà giảng dạy. Lúc này phòng học của lớp học công pháp 3 đã có rất nhiều học viên mang theo bài vở, nhìn thấy hắn đến, tất cả đều dồn dập mỉm cười chào hỏi. Phong Kỳ gật đầu sau đó hắn anh bước vào lớp và đi lên bục giảng. Phòng học vốn ồn ào sau khi hắn tới liền im bặt, lặng ngắt như tờ, đây cũng là một trong các cách mà các học viên bày tỏ lòng kính trọng. Bắt đầu lên lớp, nhìn phong kỳ mang theo nụ cười trên môi các học viên đều cười thật tươi và lần lượt mở nốt bút ra buổi học hôm nay sẽ tiếp tục tập trung vào việc hoàn thiện khái niệm về nhân thể chủng thần trong nửa sau của buổi học tôi sẽ nói về nghiên cứu về các cách tư duy nghiên cứu công pháp các học viên rất chăm chú lắng nghe trong bài giảng của hắn họ vô cùng trân trọng một giáo viên như phong kỳ người có thể nâng cao khả năng tư duy và năng lực nhận thức của họ trong lớp ngoài tiếng giảng bài của hắn thì chỉ có tiếng cọ sát, xoạt. Xoạt. Giữa bút và giấy, không khí học tập sôi nổi hẳn lên. Phong Kỳ vô cùng thích quá trình truyền đạt kiến thức. Cũng giống như một tác giả viết tiểu thuyết, khi những gì của bản thân được công nhận thì mọi cố gắng đều trở nên đáng giá. Trong nửa sau của buổi học, Phong Kỳ bắt đầu nói về các nội dung liên quan đến cách tư duy nghiên cứu về công pháp. Lúc này một nữ sinh đeo kính trong lớp bất ngờ giơ tay bạn học này có chuyện gì vậy phong kỳ mỉm cười cúi đầu hỏi đối mặt với câu hỏi nữ sinh lập tức đứng lên vẻ mặt trịnh trọng hỏi thầy phong hàng năm các trường đại học ở học phủ thì học sinh của lớp nghiên cứu công pháp tốt nghiệp nhiều như vậy nhưng vì sao lại có ít người có thể đạt được thành quả nghiên cứu ra công pháp như vậy chẳng lẽ chúng em nỗ lực không đúng cách hay sao Chúng em phải làm như thế nào mới có thể giống như thầy? Đối mặt với câu hỏi này, Phong Kỳ trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi nói, thiên phú rất quan trọng nhưng nỗ lực, chăm chỉ cũng rất quan trọng, đặc biệt là đối với những người không có thiên phú về phương diện này, sự nỗ lực, chăm chỉ quan trọng hơn mọi thứ. Vậy người có tư chất bình thường như em thì nên làm gì?" nữ sinh tò mò hỏi. "Thầy đã nói rồi, em cũng không nhất định phải làm đến cùng." Phong Kỳ không nhịn được cười nói, vậy thầy có thể nói cho em biết nên làm cái gì trước được không ạ à? thật ra vấn đề này rất giống với việc một vị mưu sĩ đưa ra chủ ý cho quốc vương vào thời cổ đại ông ấy sẽ đưa ra ba chiến lược thượng sách trung sách hạ sách tuy nhiên các vị quân vương thường không chọn thượng sách bây giờ thầy sẽ nói cho em biết lựa chọn tốt nhất cũng không nhất định có người đi thực hiện dưới ánh mắt khó hiểu của các học viên phong kỳ tiếp tục bây giờ thầy sẽ cho các em ba sự lựa chọn sau đó hãy nói cho thầy biết các em chọn cái nào thầy sẽ cho các em thượng sách trước từ giờ trở đi hãy từ bỏ tất cả những thứ khác ngoài việc học tránh xa game thú vui và sắc dục đề ra cho bản thân một mục tiêu cao cả ngày thường học thêm một vài tiết tư duy nghiên cứu công pháp hệ thống công pháp mỗi kỳ học sẽ đổi mới một lần nên hãy nhanh chóng đi nghiên cứu lại một lượt mỗi ngày kiên trì rèn luyện trừ điều đó ra thì tu luyện cũng không thể từ bỏ, muốn linh khí chuyển động trong khi tu luyện thì phải tìm được cảm giác. Chỉ cần kiên trì 10 năm, các em liền có thể để cho mình thành thục hệ thống tri thức đối với nghiên cứu công pháp, hơn nữa sẽ có năng lực thử nghiên cứu công pháp. Khi đã luyện tập thành thục, cho dù có kém cỏi đến mấy thì đều có thể nghiên cứu ra một số công pháp tu luyện một sao tinh tu luyện công pháp, nếu như có thiên phú tốt vậy thì giới hạn sẽ càng cao hơn. Sau đó là trung sách, vừa vui chơi giải trí, vừa dành 3 tiếng ngoại khóa để học mỗi ngày, mỗi tuần nhất định phải đọc 3 cuốn thư tịch về nghiên cứu công pháp và nâng cao tư duy, hơn nữa cần phải lấy chứng chỉ trung cấp một môn tư duy công pháp, như vậy nếu kiên trì 5 năm, các em trong phương diện nghiên cứu công pháp liền có thể có tư duy độc lập của thân, cũng có thể thử tiến hành sơ bộ nghiên cứu công pháp. Cuối cùng là hạ sách. Hoàn thành đúng hạn các khóa học do học phủ sắp xếp thỉnh thoảng dành thời gian rảnh để đến thư viện để học và nghiên cứu chỉ cần đảm bảo các em thông qua các bài kiểm tra nếu các em gặp khó khăn trong việc nghiên cứu công pháp có thể hỏi người có chuyên môn mặc dù năng lực của bản thân không có tiến bộ nhưng cũng có thể tiếp thu tin tức mà mình muốn từ sự ưu tú của người khác ba sự lựa chọn được đưa ra thầy nghĩ trong lòng các em đã có câu trả lời nhìn những học sinh đang trầm mặt phong kỳ tiếp tục nói lựa chọn tốt nhất rất đơn giản nhưng cũng rất khó ba sách lược này có thể cho phép các em hoàn thành đánh giá năng lực cá nhân trước khi tốt nghiệp nhưng trong tương các em có thể đi bao xa thì lại khác nhau một trời một vực thượng sách có thể khiến các em nhận biết sâu sắc về hệ thống công pháp hiện có và từ đó có thể suy một ra ba trung sách để cho các em có thể thiết lập tư duy độc lập khi nghiên cứu công pháp và việc đọc sẽ giúp các em thuận tiện trong việc nghiên cứu công pháp hạ sách sẽ cho cho các em sử dụng các câu trả lời mà các em đã tìm thấy để hiểu rằng tại sao quá trình nghiên cứu công pháp lại như vậy nếu có thể vượt qua các cuộc đánh giá khác nhau nhưng sẽ rất khó để bắt đầu việc nghiên cứu công pháp nghe những lời này hiển nhiên các học viên hiểu phong kỳ muốn biểu đạt điều gì thầy thì sao nữ sinh đeo kính lấy hết dũng khí hỏi lại thầy muốn ăn thì ăn muốn uống thì uống muốn chơi thì chơi thiên phú của thầy tốt đến mức gần như không cần phải nỗ lực nữa rồi kiến thức thầy tạo ra cũng sẽ là nội dung mà các em cần chăm chỉ học tập và nghiên cứu mặc dù những lời này có thể đã kích lòng tin của các học viên nhưng nhân tài không thể bị mai một đây cũng chính là sự đảm bảo để hắn tiếp tục tạo ra những công pháp mới trong thời gian tới vậy nên hắn chỉ có thể vì nhân tài mà miễn cưỡng giả bộ nhìn nụ cười trên khuôn mặt phong kỳ các học viên cảm thấy chua xót trong lòng trong lòng không khỏi dơ ngón giữa lên. Quả nhiên so sánh giữa người với người, có thể tức chết người. Sau đó mấy ngày, trừ thời gian trên lớp, còn lại thì Phong Kỳ chỉ đi đi về về ba nơi là thư viện, ký túc xá và nhà ăn. Cuộc thi ý tưởng hổ phách chỉ còn hai ngày nữa là tổ chức, nhưng trong lòng hắn vẫn vô cùng bình tĩnh. Dù sao thì cũng không có gì hồi hộp về chức vô địch. Vốn dĩ, cuộc thi ý tưởng hổ phách lấy cấp lớp làm đơn vị tham gia để động não, để học viên trong lớp có thể cùng nhau nỗ lực đưa ra đề xuất về một khái niệm mới về hệ thống đào tạo sau đó sẽ giải thích tính khả thi của khái niệm này nếu khái niệm này được viện nghiên cứu hổ phách chấp thuận thì nó có thể được đưa vào bản cập nhật lớn tiếp theo của hệ thống tu luyện do các nhà nghiên cứu của viện nghiên cứu hổ phách sẽ chịu trách nhiệm hoàn thiện nó nhưng hắn đã hoàn thiện lý luận về nhân thể chủng thần các học viên chỉ cần học nó là được và trong cuộc thi cũng chỉ cần làm theo lặp lại quá trình mà hắn đã mô tả. Nó giống với việc cầm đáp án của quán quân để đi thi đấu. Vì vậy không cần phải lo lắng về việc 8 triệu sẽ không về tay. Sáng nay khi tỉnh dậy, việc đầu tiên mà Phong Kỳ làm là đi đến nhà ăn của trường để ăn sáng, sau đó đi thẳng ra bên ngoài trường. Ngoài trời nắng chói chang, không khí bên ngoài nóng như lửa thiêu gợn những đợt sóng trước mắt hắn. Đi bộ dọc theo hồ nước trước tòa ký túc xá, Hắn đi đến con đường chính nơi có những bức tượng của các anh hùng đứng hai bên, lại đi bộ thêm khoảng chừng 10 phút mới tới được cổng chính. Trước khi rời khỏi cổng học viện, một ông chú vạm vỡ đang mang trên mình bộ đồng phục bảo vệ đã chặn đường đi của hắn. Học viên không được phép ra ngoài trong thời gian huấn luyện đặc biệt của trường. Có giấy phê duyệt đặc biệt nào không? Nghe đến đây, Phong Kỳ cười mà đáp lại, "Chú à, tôi là giáo viên, không phải là học viên." Chú bảo vệ ngạc nhiên mơ hồ có chút không tin, một phong kỳ trẻ tuổi như vậy thế mà lại là giáo viên của học viện, thế là mở miệng nói. Kiểm tra danh tính một chút nhỉ. Nghe được điều này, phong kỳ ngay lập tức gật đầu, sau đó đứng trước thiết bị kiểm tra ở cổng trường. Sau khi đèn xanh quét qua một lượt, xác thực mắt và nhận dạng khuôn mặt được thông qua, màn hình bên trên của thiết bị hiện ra thông tin của phong kỳ, trong cuộc chức danh công việc có ghi, giáo viên dạy thay. Thật ngại quá, đây là trách nhiệm của tôi xác nhận xong thân phận phận của phong kỳ ông chú bảo an lập tức để hắn đi không sao đâu vất vả rồi phong kỳ nhếch miệng cười một tiếng cất bước đi qua khỏi cổng lớn của học viện sau đó lấy điện thoại ra chờ đợi được một lúc thì chiếc xe đã được đặt trước chầm chậm chạy tới sau khi lên xe và xác nhận thông tin chiếc xe từ từ lái về phía trung tâm văn hóa và thể thao tinh thành tài xế là một người trung niên trên đường đi anh ta nói rất nhiều, trong lời nói của anh ta tràn đầy khao khát được sống ở trong học viện. Anh ta còn nói, nếu như năm đó không phải tổng điểm là 700, thì anh ta chỉ thiếu đâu đó 300,400 điểm là có thể đến học viện tinh thành học tập rồi. Cả dọc đường nói chuyện phím, xe dừng lại ở lối vào phía nam của quảng trường văn hóa thể thao. Tự động thanh toán thành công, Phong Kỳ xuống xe và đi thẳng vào trong quảng trường văn hóa thể thao hôm nay có một chuyện lớn cần phải làm thân là một con bướm hắn sẽ vỗ cánh vài cái và tàn nhẫn tặng cho ba thằng nhóc đó mấy bạc tai thật mạnh để xóa bỏ chướng ngại vật cản đường đi lên của nhân loại kho cơ sở dữ liệu ghi chép lại toàn bộ ngày tháng và địa điểm thành lập hiệp hội thiên mệnh nhưng không ghi rõ thời gian cụ thể vì vậy hắn quyết định nằm vùng từ sáng đợi cho đến khi ba thằng nhóc đó xuất hiện đi trên con đường lát bằng đá hoa cương hai bên đường là những hàng cây xanh mướt vì gần đó không có nhà cao tầng ngước đầu nhìn lên là có thể nhìn thấy một bầu trời trong xanh tầm nhìn rộng khiến tâm trạng trở nên thoải mái mới sáng sớm trong quảng trường có không ít người đang hoạt động chơi cờ thể dục dụng cụ chạy bộ nhịp sống của nơi này so với học viện tinh thành chậm hơn rất nhiều nhưng lại nhàn nhã hơn đôi chút nhìn qua hắn phát hiện rất nhiều dáng người tàn tật nhiều người trong số những người đang hoạt động ở đây ngay lúc này chính là những cựu chiến binh đã nghỉ hưu trở về từ tiền tuyến họ đều từng là những người lính chiến đấu ở tiền tuyến nhưng vì sau khi bị đánh giá là những người tàn tật hạng nhất họ chỉ có thể sống nốt phần đời còn lại của mình theo cách này nếu đã quyết định trở thành một người lính trên chiến trường thì rất khó để có một cuộc sống trước sau vẹn toàn